cho nên là không chịu có sao tôi về đâu mà chịu đi ăn đó. Tôi muốn đi với ông chứ ai muốn đi với cậu đâu mà, cậu đưa tôi đi. Ông chủ về, bà chủ ơi. Vô đi. Một, hai, ba. Giờ này rồi. Vô. Mới về nữa. Vô chứ giờ này nữa. Vô đi đi em. Vô. Say thế này không biết nữa. Hồng với con Mai thì tuyệt vời ghê đó. Trời ơi, Hồng Mai lang điệp gì giờ này nữa. Chúc anh vợ cho. Suốt ngày nhậu quá nhỉ. Bà chủ để tôi. Hôm nay Vô. Tao phải chăm sóc anh, tôi về. Cậu nha, nếu không có cậu thì giờ này nó không có biết đường về đâu. Già rồi, suốt ngày nhậu với nhịp. Mấy em tươi quá, như vậy tôi có sức sống với Dương nè. Chả bụng con bụng vợ già già. Tôi đâu rồi? Dạ bà chủ, hôm nay ông chủ bận tiếp khách cho nên là ông chủ có sai tôi về đón bà chủ đi ăn đó. Lại bệnh lý do không à? Bà chủ, bà chủ bớt giận đi, tại vì hôm nay ông chủ có việc rất là quan trọng phải tiếp khách cho nên ông chủ mới sai tôi về để đưa bà chủ đi ăn đó. Nhưng mà bà chủ yên tâm, hôm nay thì ông chủ có chuẩn bị cho mình một cái nhà hàng rất là ngon. Tôi muốn đi với ông chứ ai muốn đi với cậu đâu mà, cậu đưa tôi đi. Dạ bà chủ, đây cũng là nhiệm vụ của tôi đó bà chủ. Cái tôi muốn á là đi với ổng chứ không phải tôi đi ăn. Nếu đi ăn á thì tôi ăn cái gì chẳng được. Thôi dẹp, mệt rồi không có ăn uống gì nữa hết á. Chưa về nữa. Dạ tôi định bụng về mà thấy bà như vậy tôi không nỡ. Tôi biết bà buồn ông chủ, nhưng mà bà ráng ăn một chút xíu đi, tôi có mua súp cho bà. Tôi biết á là hôm nay ông không có đi gặp đối tác nào hết á, ông đi gặp mấy con cái tiếp viên kia kìa. Bình thường ông đi á thì tôi không có nói gì hết. Đằng này á, kỷ niệm ngày cưới mà ông bỏ tôi một mình là sao? Bà chủ, bà đừng buồn ông chủ nữa. Bà biết đàn ông ra đường, ông bướm là chuyện thường tình mà. Nhưng mà tôi tin chắc á, sẽ có ngày ông chủ sẽ nhận ra bà là người tốt và sẽ quay về với bà thôi. Tôi tin như vậy. Không biết là có ngày đó nữa không á. Bà chủ nè, tôi có ý thế này nè, hay là bà thay đồ đi, tôi sẽ đưa bà đi đâu đó cho khỏe, chắc chắn sau đó
tinh thần bà sẽ thoải mái hơn. Có thiệt không? Hôm nay vui quá à. Vui đi chú. Hôm nay say quá rồi. Say gì? Hôm nay có vui không? Nhờ cậu á mà tôi mới vui thế này. Dạ, thật cảm ơn bà. Không có gì tôi xin phép bà tôi về. Trời ơi, khó lắm, về gì? Hôm nay tôi vui nên tôi muốn thưởng cho cậu. Cậu muốn gì á cứ nói. Dạ thưa bà, đây là nhiệm vụ của tôi ạ. Tôi không dám đâu bà. Trời ơi, dám gì? Có tôi đây mà lo cái gì? Tôi xin phép bà tôi về. Thôi vậy giờ này nữa tôi vẫn thưởng cho cậu mà. Làm bà ở đây không? Ông chủ đây mà. Trời ơi, ông đi đâu mất tiêu rồi. Sao đâu? Say dữ vậy nè. Tôi muốn uống nữa, tôi không có gì vậy. Uống gì giờ này nữa. Thôi đi. Ôi trời. Anh ơi, anh, hôm nay em có hứng lắm. Mình ôn lại chuyện xưa nha. Hứng cái gì mà hứng? Dạ cả rồi. Ngủ đi. Thôi dạ gì anh. Vậy em làm cho anh khỏe nha. Đi ra. Còn em với mấy con khác, về nhà còn lắng tôi nữa. Bà chú bình tĩnh đi. Tôi biết con đó là ai mà. Cậu biết nó là ai? Dạ biết chứ. Tôi theo ông chủ bao nhiêu lâu nay. Tôi biết ông chủ có qua lại một con nhỏ. Nhưng mà tôi không dám nói. Tôi sợ bà buồn. Nhưng mà nếu như chuyện này làm cho bà bận tâm như vậy thì em xử lý nó. Cậu xử lý bằng cách nào? Bà nghĩ thử coi. Tôi sẽ làm cho nó không còn đủ đẹp nữa để quyết định bằng chứng. Được, cậu hãy làm đi. Nếu được ạ, tôi sẽ thưởng nóng cho cậu. Được rồi, bà chủ giao cho tôi nha. Bà chủ, lúc này thấy bà cứ lo lắng hoài à. Những chuyện trong nhà cứ giao cho tôi. Bà thì cứ lo ăn lo ngủ kỹ đi. May mà có cậu. Tay nghề của cậu á dạo này cũng tốt quá ha. Nếu bà chủ thích á, tôi massage bà chủ giống như thế này tới sáng cũng được. Tôi muốn cậu làm luôn ngay bây giờ.